Nature, mời mọi người để đến với kênh Crypto Airdrop. Mình là Tuấn Cơm, mình xin đồng hành và hướng dẫn mọi người làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án uy tín về chất lượng trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chút đăng ký để không bỏ lỡ một dự án Kitcoin miễn phí mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án Double IT. Tổng giải thưởng của sự kiện này là 100.000 USD, và số lượng người chiến thắng là 5.000 suất may mắn. Thì mỗi suất mọi người quy đổi ra thì mỗi suất sẽ nhận được là 20 đô. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành truy cập website của dự án này, rồi mọi người tiến hành chơi game. Mọi người kéo xuống cùng tại một dưới cùng website của dự án, mọi người nhập địa chỉ email của mình. Thì sau khi mọi người nhập thì có thông tin email mới nhất thì dự án sẽ cập nhật qua địa chỉ email cho mọi người biết. Sau đó mọi người quay trở lại form nhiệm vụ mọi người continue. Tiếp theo mọi người tiến hành tham gia cộng đồng của dự án Jetticos. Sau đó mọi người về một verify để xác thực. Rồi sau đó mọi người quay trở lại form, mọi người làm nhiệm vụ ở cho có rất là chậm luôn. Sau đó mọi người tiến hành follow về Lewis Bybot của dự án trên Twitter. Người tiến hành điền để nhập địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ phụ like fanpage của dự án. Mọi người tạo một video ngắn thì mọi người có thể bỏ qua.
mọi người quay về một này thì mọi người có nhận nhiệm vụ cái nhóm sự kiện Arab tiếp theo mà dự án đặt ra thì mọi người có thể làm nếu bạn nào quan tâm. Rồi sau khi hoàn thành thì mọi người có thể copy lên rep của mình và làm việc thằng của mình thành dê để có cơ hội nhận được NFT từ dự án này. Video của mình hướng dẫn mọi người thành dê sự kiện Arab từ dự án Double IT. Đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở nhóm video tiếp theo.